chở hàng cồng kềnh, cuộc sống mưu sinh, tiềm ẩn tai nạn người đi đường. Khi di chuyển ngoài đường, chúng ta thường không khó để bắt gặp các loại xe ba bánh, xe máy chở hàng cồng kềnh, gây cảm giác có thể tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng chủ xe thì lại có vẻ không quan tâm đến điều đó. Nhiều người sau khi xem clip còn bảo nhau thông cảm rằng đây là cuộc sống mưu sinh của họ. Thế nhưng thiết nghĩ, khi chở hàng như thế này, quả thật tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về tai nạn giao thông. Về những người đi đường không may bị va chạm, bị vạ lây, vì rủi ro này, họ cũng có một cuộc sống mưu sinh mà. Hãy cùng nhìn chiếc xe này với khối lượng và chiều cao của các bao tải hàng được chuyên chở trong phố giữa các dòng phương tiện. Nếu tính từ chiều cao mặt đường lên đến đỉnh của chóp thì tương đương với một căn nhà cấp 4. Chưa cần biết hàng hóa là gì, nhưng nếu có sự cố thì mọi người xung quanh cũng khó tránh được va lây. Chiều rộng xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là chiều rộng của thùng xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chiều dài xếp hàng hóa cho phép trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không được lớn hơn 1,1 lần chiều dài toàn bộ của xe theo thiết kế của nhà sản xuất hoặc theo thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không lớn hơn 20 mét. Khi chở hàng hóa có chiều dài lớn hơn chiều dài của thùng xe, phải có báo hiệu theo quy định và phải được chằn buộc chắc chắn, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.